Thưa sư, xin giải nghĩa giúp con các từ thiện hạnh, trực hạnh, chánh hạnh như pháp hạnh trong câu chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, vân vân. Tức là cái bài này là cái bài Suppatipanno, cái bài ân đức tăng bảo. Thì thưa với quý vị, cái bản dịch thì sư rất là ngại, bởi vì nó không có phản ánh được cái ý nghĩa. Quý vị muốn biết rõ thì xem ở trong Thanh Tịnh Đạo phần tùy niệm tăng, tùy niệm tăng. Thì ở đây sư giải thích ngắn gọn là cái Suppatipanna, nó gồm có Suppatipanna, Uccuppatipanna, Nyayappatipanna và Sammicchappatipanna. Thì ở đây á, cái Suppatipanna có nghĩa là cái con đường đạo lộ chân chính. Thì cái con đường này á, là nó phù hợp với chân lý ha. Cho nên gọi là Suppatipanna. Cái thứ hai á, là Uccuppatipanna, tức là con đường này là con đường thẳng chứ không phải là con đường cong. Đây là con đường thẳng, nó không có bị khuất lấp, nó không có móc, nó không có cong, nó thẳng tới trực đạo, nó thẳng đến thánh đạo, nó không có đi lệch qua hai bên, cho nên nó gọi là Uccuppatipanna. Cái thứ ba là Nyayappatipanna, có nghĩa là đây là con đường đi đến niết bàn, đi đến sự chân thật, cho nên gọi là Nyayappatipanna. Còn Sammicchappatipanna có nghĩa là cái con đường này là con đường đáng được trân trọng, đáng được tôn trọng. Cho nên chư tăng mà những người đã đi trên con đường này cũng là những người đáng được trân trọng. Sư giải thích ngắn gọn như thế. Không biết Đức Đại Tường có bổ sung gì hay không? Đại Đức kính thưa quý vị, câu hỏi này cũng khá đơn giản, Đức Thanh Tài trả lời rất là đầy đủ, thưa quý vị, chúng xin lướt qua câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.